Chúc mừng bạn, bởi vì khi bạn hỏi câu này chứng tỏ rằng bạn đã quan tâm đến sức khỏe sinh sản của chính mình. Thoại nhớ lúc mà Thoại tầm tuổi dậy thì giống như các bạn, thì khi mà Thoại rụng dâu, Thoại chỉ biết dùng kế dung dịch vệ sinh phụ nữ của mẹ thôi, chứ không biết dùng loại nào cho phù hợp. Cũng may là cơ địa của mình là một người cơ địa khỏe, nên là dùng cũng không có bị dị ứng hay bị mẫn cảm. Sau này thì mình mới biết không phải ai cũng như vậy. Lần đầu tiên mình sử dụng dung dịch vệ sinh thì lưu ý rằng chọn những loại dung dịch vệ sinh không có mùi thơm, không có cồn, để xem thử rằng cô bé của mình có phù hợp với dung dịch vệ sinh hay không. Vẫn có người có thể sử dụng một loại dung dịch vệ sinh có mùi thơm, nhưng có người lại rất là dễ bị mẫn cảm và dễ bị ngứa, thậm chí là họ chỉ có thể dùng nước ấm để vệ sinh vùng cô bé thôi. Các bác sĩ khuyên mình là một ngày nên vệ sinh cô bé ít nhất là một lần bằng dung dịch vệ sinh không mùi hoặc thậm chí là bằng nước ấm, nhưng nhớ là chỉ vệ sinh bên ngoài thôi nha, tuyệt đối không nên thụt rửa vào bên trong. Để tránh quy định này thì tốt nhất sau khi tắm xong thì bạn nên vệ sinh một lần luôn. Đặc biệt nha, những ngày rụng dâu thì mình nên vệ sinh vùng kín nhiều hơn một lần một ngày, đặc biệt là phần đáy chậu và hậu môn, bạn gái sẽ hiểu nhất. Những ngày này đừng ngần ngại vệ sinh cô bé sạch sẽ, bởi vì chính cô bé sạch sẽ cũng khiến cho chính bản thân mình tự tin và thoải mái hơn rất là nhiều. Nhưng trước những thao tác vệ sinh thì cần lưu ý là tay của mình phải sạch sẽ để tránh bị nhiễm khuẩn vùng kín nha. Nhớ thả tim và follow Thoại. Cảm ơn bạn đã xem hết video. Yêu.